Và trở lại chương trình Cà phê bóng đá số 40 ngày hôm nay thì được phát sóng vào một ngày khá là đặc biệt, đó là ngày 22 tháng 12. Đó là ngày kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và vào hôm Chủ nhật vừa rồi thì người hâm mộ thì cũng đã được chứng kiến một trận derby thủ đô 25 năm giữa Công an Hà Nội và Quân đội được tái hiện trên sân vận động Hàng Đẫy. Là người trực tiếp bình luận trận đấu đấy với bình luận viên Quang Tùng, anh có thể nêu lên những cảm xúc vẫn còn đọng lại với anh cho đến ngày hôm nay khi được thấy những cầu thủ lừng lẫy một thời xỏ giày ra sân đá bóng nữa không ạ? Có thể nói là cả một tuần lễ trước khi bóng lăn thì tôi đã có một cảm xúc khó tả rồi, bởi vì đấy là một trận đấu khiến cho tôi sống lại cả một bầu trời kỷ niệm. Từ lúc còn là một cậu bé, bố tôi đưa ra sân xem trận đấu kinh điển Công an Hà Nội và câu lạc bộ Quân đội, cho đến những năm mà tôi tác nghiệp thì phải nói là cái chảo lửa cột cờ những cái năm 96 cho đến 98 ấy là một cái tác nhân rất là quan trọng để mà hun đúc cho tôi cái tình yêu với bóng đá, với công việc của mình. Tất nhiên là từ bé thì mình đã mê thể thao, mê bóng đá rồi, nhưng mà ngay những năm đầu làm nghề thì tôi đã được truyền cảm hứng bởi phải nói là một cái chảo lửa cột cờ. Cùng với thời điểm đó là một đội Công an Hà Nội cũng luôn luôn kéo khán giả đến Hàng Đẫy với một cái lối chơi tương phản với cả câu lạc bộ Quân đội, tức là có cái gì đó đời hơn và đôi khi là mang chất phủi nhưng mà nó lại có cái lý của nó. Giống như chúng ta xem bóng đá Italia hay bóng đá Nam Mỹ thì Công an Hà Nội là có cái kiểu đấy, trong đó thể công câu lạc bộ Quân đội thì lại có cái gì đấy lớp lang bài bản. Thế thì tôi bắt đầu trưởng thành như vậy và rất hạnh phúc khi mà tôi là người có mặt để mà tường thuật, để mà chứng kiến cả một quá trình hai đội bóng có nhiều danh thủ. Bên phía câu lạc bộ Quân đội dẫn đầu là Hồng Sơn, còn câu lạc bộ Hà Nội là Vũ Minh Hiếu. Họ đá với nhau một quãng thời gian rất là dài cho đến lúc mà hai đội bóng này đã phải lui lại, sứ mệnh lịch sử của họ phải gác lại. Có một thời điểm thì câu lạc bộ Hà Nội chuyển giao cho hàng không, rồi là thể công thì bị xuống hạng. Thể công là đội bóng cuối cùng Việt Nam trong số đội vượt quốc gia đã bị xuống hạng. Bóng đá Việt Nam có những cái chuyển đổi nhưng mà rất may mắn là tôi đã có một cái chứng kiến trọn vẹn cả một hành trình như vậy. Đến sau này thì khi họ trở lại cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy là trước cái trận đấu vừa rồi, thể công liên tiếp nhận những tin vui. Hậu duệ thể công là Viettel vô địch quốc gia, rồi là vừa mới một ngày trước thì thầy Bảo Khanh dẫn dắt U21 vô địch ở Khánh Hòa, Khanh vẫn kịp bay ra để mà có mặt trong trận đấu lão tướng. Cùng với đó là ngành công an cũng thành lập trở lại đội bóng đá của mình, cũng có những cái chiến lược để mà đưa bóng đá công an lên thành con đường chuyên nghiệp. Rất là vui trong một cái năm đại dịch mà chúng ta thấy là vai trò của lực lượng vũ trang rất là quan trọng. Thế thì khi mà bóng đá trở lại phải nói rất là vui. Một cái trận đấu nó đầy ý nghĩa, nó diễn ra vào cái năm mà bóng đá Việt theo bóng đá Quân đội rất thành công đấy, và nó cũng diễn ra ngay trước thềm ngày thành lập Quân đội Nhân dân. Thì thực sự là nhiều cảm xúc. Tôi đã có một cái gọi là lửa trong mình cả một cái tuần lễ trước trận đấu, nhưng mà cũng không thể nghĩ được trận đấu nó lại hay và nhiều cảm động như vậy. Ở trên sân thì tôi gặp lại nhiều thế hệ huấn luyện viên, cầu thủ của hai đội, có cả những người bác, người chú của các cầu thủ ngày hôm đó. Tức là có những người gọi là chúng ta gọi là đầu ba ấy, sinh năm 193 mấy, tức là gọi là U90 rồi, vẫn có thể ra sân để mà theo dõi các cháu thi đấu. Rất nhiều người, và trong số những người có mặt trên sân thì tôi gặp lại có những người mà 20 năm thì không gặp. Thế thì người còn người mất, nhìn thấy những người mà còn đó để mà chia vui thì mình cũng lại nhớ đến những người đã mất rồi. Ví dụ như bên phía Công an Hà Nội thì anh Tô Quang Nhạ, anh Nguyễn Ngọc Điệp là những danh thủ sau này từng làm huấn luyện thì cũng không còn nữa để mà chia vui với mọi người. Hôm đấy thì gặp lại đông đảo các huấn luyện viên của Thể Công, của Viettel, của câu lạc bộ Quân đội, thì tôi cũng nhớ đến những người như là ông Phan Văn Mỹ cũng đã không còn nữa. Nói chung là một bầu không khí tuyệt vời. Và có một yếu tố nữa tôi rất bất ngờ, tức là chúng ta vẫn nói với nhau là các cầu thủ đều U50 rồi, họ giải nghệ từ 20 đến 25 năm rồi, không nên có cái gì đấy gọi là chờ đợi nhiều. Thế nhưng mà thực sự là các cầu thủ vẫn tạo ra chúng ta một cảm giác rất là thích thú, vẫn là một cái trận đấu rất là trọn vẹn, và ai đó có sở trường nào thì vẫn có thể thi thố, vẫn là những cái pha gọi là phản công, những pha cài người bảy má ngoài của Vũ Minh Hiếu, những pha bắt tốc độ và rất là hay, rất thông minh của Tuấn Thành. Ở bên phía thể công thì vẫn là những cái pha đá phạt chớp thời cơ rất là nhanh của Nguyễn Mạnh Dũng, những quả phất dài của Dũng, rồi là Thạch Bảo Khanh vẫn có những pha đột phá từ bên phải vào sút chân trái. Hải Long một cái trung vệ nhưng mà vẫn làm mới mình bằng cách là có một cái quả sút xa rất là đẹp mắt. Nói chung đấy là một trận đấu trọn vẹn, và không chỉ riêng tôi đâu mà cảm xúc còn lại của rất nhiều người theo trận đấu nó chắc là còn rất rất lâu nữa, thì chúng ta vẫn có một cái gọi là một cái dư âm rất là tốt đẹp về trận đấu đấy. Cũng qua trận đấu đó thì nó gợi mở một vấn đề, tức là một loạt danh thủ của hai bên nhưng mà đã không có một trận đấu chia tay chính thức nào.
Thế thì từ trận đấu đó có những cái quan chức cấp cao tham dự thì mọi người cũng thấy rằng là từ giờ trở đi bóng đá Việt Nam có lẽ là phải có cái trân trọng hơn với cầu thủ khi mà họ giải nghệ. Trận đấu vừa rồi nó như là một lời chia tay chính thức của hàng loạt cầu thủ tài năng, nhưng mà cũng may là có một số mạnh thường quân người ta có thể kêu gọi những cái nhà tài trợ để mà làm cái chuyện này. Nhưng mà từ cái chuyện này chúng ta phải thấy là các đội bóng chủ quản cũng phải có ý thức trách nhiệm với những người đã cống hiến với thể thao, với bóng đá, để mà khi họ chia tay cũng phải có một cái gì đó có thể là không to tát, không hoành tráng nhưng mà phải ấm cúng. Đấy là những cảm xúc động này của tôi về trận đấu vừa rồi. Dạ vâng ạ, là một người trực tiếp cắt highlight ở cái trận đấu đấy thì em khá là bất ngờ trước những cái kỹ năng xử lý của các cầu thủ của quân đội và công an nhân dân. Thì theo anh thì liệu hai cái bàn thắng của Quốc Khánh từ một pha phối hợp khá là đẹp và bàn thắng của Hải Long từ một pha sút xa thì anh ấn tượng với bàn thắng nào hơn ạ? Hai bàn thắng đều đẹp và đều tạo ra những bất ngờ. Cả hai trước đây đều là những hậu vệ dọc mà chúng ta gọi là cái sơ đồ thời điểm đó 532 đá dọc, là những anh chàng này hay dùng sức lắm. Chứ còn mọi người thực sự là bất ngờ. Quốc Khánh trước đây từng đá tiền vệ công, sau đó rút dần xuống đá tiền vệ trụ rồi là đá trung vệ. Thì hôm đấy Quốc Khánh được bố trí đá tiền đạo và kết quả đánh đầu đấy trông vậy mà không đơn giản đâu, tức là góc hẹp và chỉnh quả bóng rất là chuẩn xác. Tôi rất là bất ngờ. Thế còn Hải Long thì lại càng bất ngờ hơn. Và tôi nghĩ rằng là có khi Hải Long sút xong quả bóng đấy thì chợt nghĩ trong đầu rằng là giá mà cái thời trai trẻ mà trong một trận Abiturro mình làm được một cái siêu phẩm thế này thì thật là tuyệt vời. Cũng nói thêm một câu chuyện bên lề, tức là trái bóng Quang Huy là trái bóng chính thức của cái trận đấu đặc biệt đấy. Và với trái bóng Quang Huy thì đường bóng đi luôn luôn rất là nhanh và hay tạo ra những bàn thắng đẹp. Thì sau trận đấu tôi có chia sẻ với Hải Long thì Hải Long cũng bảo là đúng là em cũng phải nói là mơ ước khi mà còn đá đỉnh cao mà đá được quả bóng như thế này. Đấy, thế thì có một cái ý này mà hôm qua khi ghi hình chương trình kia đây, tôi cũng rất thú vị khi mà một khán giả có hỏi rằng là phải chắc là em xem trận vừa rồi thấy một số cầu thủ tức là họ còn mềm mại hơn, thông minh hơn trước đây. Thì đây là chuyện hoàn toàn có thật, bởi vì trước đây đá bóng mà gọi là đặc biệt là derby thủ đô thì con gà tiếng kèo tiếng gáy, nó có những cái căng thẳng và đôi khi cái cú ăn thua ấy, nó át đi những cái mềm mại, những cái kỹ thuật và những cảm xúc trong trận đấu. Thế thì hôm qua cũng là một cái trận đấu hôm chuyển vừa rồi, cũng là một trận đấu mà phải nói là vẫn có độ cay cú nhất định, nhưng mà nó cũng giảm áp lực đi rồi. Vì thế trong nhiều tình huống mà những cầu thủ trước đây chúng ta biết là thường đá dữ, đá hăng, nhưng mà họ có thể thả lỏng, có thể có những pha bóng rất là mềm mại. Và đấy, những cái xử lý của Quốc Khánh hay là Hải Long chính là một cái phẩm chất mà chúng ta thấy là có thể nó vẫn đâu đó nằm cho con người người ta nhiều năm nay, nhưng mà trước đây khi đá đỉnh cao thì có thể là do hoàn cảnh họ được đào tạo tiền vệ chẳng hạn, nhưng mà tiền vệ là đông những đàn anh giỏi rồi họ phải rút về đá hậu vệ, và trong vai trò hậu vệ dọc thì người ta gọi là chỉ toàn thấy ngăn cản rồi là phá lối chơi người khác thôi chứ không thấy cái đẹp. Thế thì đúng là những trận đấu như vừa rồi nó là một cái màn phô diễn rất là hay và khán giả trầm trồ thích thú về từng pha bóng.